Thế nhân khó lường, kẻ biết nắm bắt thời cuộc là người có 5 đặc điểm này. Cuộc sống không khó, chỉ có bạn đang làm khó chính mình. Bạn đã bao giờ để ý rằng đôi khi một đôi mắt tích cực có thể phát hiện ra những vẻ đẹp mà bạn chưa từng biết? Cuộc sống cũng vậy. Khi bàn một cách nghiêm túc, cảm giác của chúng ta được quyết định phần lớn bởi cách bạn nhìn nhận mọi thứ. Vì vậy, khi đang cảm thấy bế tắc, nếu bạn thay đổi cách tiếp cận với vấn đề, bạn sẽ tìm ra cách để tiến về phía trước. Cách nhìn nhận quyết định tất cả, và nếu bạn có thể tìm cách thay đổi quan điểm của mình, thì bạn có thể tìm thấy một cái nhìn mới về cuộc sống của mình rất khác so với những gì bạn đang sống. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Cũng giống như bất kỳ sự thay đổi nào khác, thay đổi cách nhìn không hề dễ dàng. Dưới đây là 5 cách bạn có thể thay đổi quan điểm của mình để bạn nhìn cuộc sống của mình theo một cách khác. 1. Tìm kiếm điều tích cực trong mỗi tình huống. Thông thường, chúng ta có xu hướng nhìn nhận các sự kiện tác động tiêu cực bằng cái nhìn tồi tệ nhất có thể. Nhưng nếu bạn có thể tìm thấy điểm tích cực trong vấn đề, bạn có thể thấy mọi thứ khác đi. Đây là một ví dụ. Sẽ ra sao nếu hai người bạn thân của bạn đi mua sắm cùng nhau mà không rủ bạn? Bạn có thể cảm thấy bị từ chối, bị gạt ra ngoài và thậm chí hơi tình bạn có thể chấm dứt. Nếu bạn nghĩ về những lý do tích cực tại sao điều này xảy ra, bạn có thể đưa ra những lý do chẳng hạn như có thể họ vô tình gặp nhau khi cả hai đều ra ngoài, có thể họ đang mua quà sinh nhật cho bạn. Khi bạn có thể thay đổi quan điểm của mình để nhìn mọi thứ theo hướng tích cực, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình cũng bắt đầu tích cực hơn. 2. Cho phép điều không thể trở thành có thể. Chúng ta rất dễ bị cuốn vào việc coi những điều khó khăn là không thể. Nhưng khi dừng lại và nghĩ, mọi điều bất khả thi đều bắt nguồn từ yêu cầu đòi hỏi bạn phải mở rộng ranh giới của bản thân hay có thể hiểu là bước ra khỏi vòng giới hạn. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cho phép mình gác bỏ sự hoài nghi và thay đổi quan điểm của mình để thử sức và khám phá rốt cuộc bản thân có thể chạm tới đâu? Một trong những lĩnh mà nguyên tắc này phát huy hiệu quả rõ ràng nhất là giảm cân. Khi chưa bắt đầu, có thể nhiều người nghĩ những bài vận động và chế độ ăn hà khắc không thể thực hiện được. Nhưng một khi đã bắt đầu học ăn uống lành mạnh và thực hiện thay đổi lối sống khoa học, mọi thứ đều thay đổi. 3. Thay đổi nhận thức về người khác. Điều này tương tự như điểm đầu tiên, nhưng nó không dễ thực hiện. Chúng ta thường đóng khung nhận định về một người nào đó dựa trên ấn tượng của lần gặp mặt đầu tiên và không phải lúc nào cũng dễ dàng thay đổi điều đó. Việc thay đổi cách nhìn của bạn đối với mọi người sẽ giải phóng bạn khỏi những cảm xúc tiêu cực. Đôi khi đó là cố ý, nhưng thường thì chúng ta có thể giữ lại rất nhiều sự oán giận và năng lượng tiêu cực khiến bản thân mắc kẹt vì không sẵn sàng buông bỏ nó. Khi bạn nhìn mọi thứ theo hướng tích cực hơn, hãy nghĩ rằng họ đang có một ngày tồi tệ và điều đó chẳng liên quan gì đến bạn. Nếu bạn có thể buông bỏ tổn thương và không ôm hận, bạn có thể thay đổi cách bạn phản ứng với người đó, đồng thời thay đổi cuộc sống của chính mình. 4. Giữ một tâm trí cởi mở. Để phát triển và tiến lên, bạn phải gặp gỡ những người mới và tham gia vào những tình huống mới. Cuộc sống vẫn đứng yên nếu bạn không sẵn sàng thay đổi. Đôi khi, điều tốt nhất bạn có thể làm cho chính mình là giữ một tâm trí cởi mở và chỉ cần có một bước nhảy vào những điều chưa biết. Ý tưởng tốt nhất của bạn có thể đến từ việc cởi mở để thay đổi và lắng nghe quan điểm của người khác. 5. Tránh rơi vào khuôn mẫu cũ. Mẹo để thay đổi cách nhìn mọi thứ là không cho phép bản thân quay trở lại những nhận thức cũ về việc mọi thứ nên như thế nào. Ví dụ, nếu bạn đang cố gắng nhìn cuộc sống của mình theo một cách tích cực hơn, thì việc nhìn mọi người và sự kiện qua lăng kính tiêu cực sẽ không giúp bạn tiến lên phía trước. Nếu bạn thực hành những lời khuyên này để thay đổi quan điểm của mình, những thứ bạn nhìn vào cuộc sống của bạn cũng sẽ thay đổi. Điều tuyệt vời nhất có lẽ là bạn sẽ khám phá ra sức mạnh mà bạn có đối với cuộc sống và cảm xúc của chính mình, và điều này sẽ mang lại cho bạn sự tự tin để sống một cuộc sống tốt nhất có thể. Khi bạn muốn quay trở lại cách nhìn cũ, hãy nhớ điều này. Khi tôi buông bỏ những gì tôi đang có, tôi sẽ trở thành những gì tôi có thể là. Ngã lão tử. Theo Ruth Bower, theo Thùy Anh, nhịp sống kinh tế. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.